có biết đâu. À, có lóc anh lóc. Tại vì thường nếu mà lên xe thì là phải giặt chế độ giặt tay với giặt máy. Dạ không, nó bị mất độ mịn nó. Bên bên em là bảo giặt cái chị. Bảo giặt của cái em là của ai vậy? Dạ con là án thứ nhất. Ở đây hả? Sao ở đây hả? Dạ được rồi. Ở Huế mình luôn hả? Ở Saigon. Hả?